Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự ngày hôm nay trên kênh sóng phát thanh truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị lần thứ tư mở rộng khóa 10. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban ngành đoàn thể của tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 10. Tại hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện 3 nghị quyết 04, 05, 06 về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh. Theo đó, hội toàn tỉnh có 106 cơ sở hội, 967 chi hội, 23 tổ hội nghề nghiệp với gần 70.000 hội viên nông dân. Các cấp hội đã chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, kịp thời tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các nghị quyết, chương trình, đề án mới liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phối hợp tổ chức 1.099 buổi tuyên truyền cho trên 70.000 lượt hội viên nông dân. Tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, có gần 15.000 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Hộ Nông dân Sản xuất Kinh doanh giỏi các cấp. Hội viên nông dân trực tiếp giúp 48 hộ gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 6 tháng cuối năm, Hội Nông dân tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua được giao, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, thực hiện tốt chương trình phối hợp với các ngân hàng, tập trung các nguồn lực hỗ trợ xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, tiếp tục các hoạt động hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng. Sau 5 năm triển khai thực hiện 3 nghị quyết 04, 05, 06 về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cũng tại hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đưa ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển các sản phẩm OCOP, bố trí gian trưng bày các sản phẩm nông sản địa phương gắn với phát triển du lịch, đẩy mạnh tiếp cận vốn vay, phát huy hiệu quả vốn vay để đầu tư các mô hình phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hội nghị đã bầu 3 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Lai Châu khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đã kết thúc. Để có những thông tin cụ thể hơn về công tác tổ chức kỳ thi, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có cuộc phỏng vấn với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, trên xin được cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền hình Lai Châu. Trong quá trình tổ chức kỳ thi đã có sự chuẩn bị ngay từ những khâu ban đầu và hiện nay kỳ thi đã được tổ chức hoàn thiện. Vậy thì trong quá trình thực hiện có những khó khăn vướng mắc gì, những cách chỉ đạo linh hoạt của sở để đảm bảo công tác tổ chức kỳ thi ạ? Trong thời gian tổ chức thi thì nó cũng có những cái khó khăn đối với lại ngành giáo dục và đào tạo cũng như là cái kỳ thi tốt nghiệp diễn ra tại tỉnh Lai Châu. Thời điểm mà diễn ra kỳ thi là vào mùa mưa, cho nên là đường xá của Lai Châu nó cũng có những cái khó khăn, có những cái điểm xung yếu nó rất dễ đến bị sụt sạt. Tuy nhiên thì với trách nhiệm cơ quan thường trực thì đã tham mưu cho ban chỉ đạo thi rồi phối hợp với lại Sở Giao thông Vận tải để có những cái phương án bố trí máy rồi nhân lực để chuẩn bị ở những cái điểm xung yếu, nếu như xảy ra thì sẽ được khắc phục ngay. Thưa ông, sau khi hoàn thành phần bài thi môn ngoại ngữ, các thí sinh của tỉnh Lai Châu đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vậy thì đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, đánh giá như thế nào về công tác tổ chức kỳ thi năm nay ạ? Đến thời điểm này thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Lai Châu diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có cán bộ làm thi vi phạm quy chế thi và đặc biệt là không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Đối với lại công tác bảo quản và vận chuyển bài thi của các điểm thi về thành phố để lưu tại khu vực chấm thi thì sở đã chỉ đạo các cái điểm thi cũng như là thống nhất với Ủy ban nhân dân các huyện thành phố ở bên công an, các huyện thành phố thì chuẩn bị phương tiện để vận chuyển bài thi. Vâng thưa ông, vậy thì sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em cần phải lưu những điều gì để có thể đảm bảo được quyền lợi của mình? Sau khi thí sinh biết kết quả tốt nghiệp thì thứ nhất là nếu như thí sinh muốn thấy được cái quyền lợi của mình thì hãy
xem xét kỹ để có thể, thứ nhất là làm đơn phúc khảo kết quả điểm thi của các bài thi. Đây là cái thứ nhất, đó là quyền lợi của thí sinh đã được quy định trong quy chế thi. Thứ hai là các em sẽ đến đơn vị trường học để các em sẽ nhận cái báo kết quả thi. Và nếu như độ tốt nghiệp thì sẽ được cấp giấy chứng nhận tạm thời để cho các em thực hiện các cái bước tiếp theo trong cái công tác tuyển sinh. Và thứ ba là các em nếu như đăng ký tuyển sinh đại học cao đẳng giáo dục mầm non thì các em sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ với các cái thời gian quy định và hướng dẫn rất chi tiết cụ thể đối với lại tuyển sinh đại học và cao đẳng mầm non. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn của thành phố Lai Châu, đồng thời tạo môi trường để thanh niên phát huy tinh thần, tình nguyện, nâng cao trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thành đoàn cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Lai Châu đã tổ chức chương trình Bữa cơm yêu thương năm 2024. Những ngày qua tại khu vực bếp, nhà ăn, ký túc xá của trường Trung học phổ thông Quyết Thắng, các đoàn viên thanh niên đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị bữa cơm yêu thương dành cho các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng trong suốt 12 năm đèn sách. Chúng tôi đã đến sớm cùng mọi người chuẩn bị thực phẩm thật tốt và chế biến thật ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để các thí sinh có một bữa cơm ngon miệng, tạo động lực cho các em hoàn thành tốt kỳ thi và đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp 2024. Những mâm cơm chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và khích lệ của thanh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã giúp cho các sĩ tử thêm tự tin và lòng quyết tâm hoàn thành tốt kỳ thi. Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà được các anh chị bên đoàn viên tổ chức bữa cơm yêu thương ngày hôm nay cho chúng em. Bữa cơm ngày hôm nay thì bọn em được dự bữa cơm ngày hôm nay, bọn em rất là vui và hạnh phúc. Bữa cơm yêu thương ngày hôm nay đã tiếp thêm động lực cho chúng em để chúng em có thể hoàn thành tốt kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2024. Trong mùa thi năm 2024, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Lai Châu đã phối hợp cùng với các mạnh thường quân, các nhà trường thực hiện chương trình Bữa cơm yêu thương với trên 160 suất ăn cho các thí sinh dự thi tại điểm thi trên địa bàn của thành phố. Chúng tôi đã triển khai các chương trình cụ thể như là bữa cơm yêu thương, tiếp sức mùa thi tại các điểm cổng trường. Trong đó bữa cơm yêu thương thì chúng tôi hỗ trợ phối hợp cùng với các nhà trường như của ba trường trên địa bàn thành phố để thực hiện nấu trên 160 suất cơm dành cho các bạn sĩ tử chuẩn bị vào kỳ thi năm 2024, chủ động triển khai các đội tình nguyện tại các điểm cổng trường, phối hợp với các cơ quan đơn vị, công an thành phố để Viettel và các đơn vị đồng hành phối hợp thực hiện tại các cổng trường giúp đỡ các sĩ tử. Thưa quý vị và các bạn, làm tốt công tác tuyên truyền, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, coi trọng công tác rà soát, dự báo, dự tính, xây dựng hoàn thiện công trình, thủy lợi là những giải pháp được xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên triển khai nhằm giảm thiểu hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra vào thời điểm trước và trong mùa mưa lũ. Bản Tạng Đán với 192 hộ dân, 823 nhân khẩu, có suối Nậm Trăng chảy dọc khu dân cư và đây cũng là con suối cung cấp nước tưới cho cánh đồng lúa của bản. Do chưa có kè chống sạt lở, vào mùa mưa nước lũ về gây xói lở sâu vào hai bên bờ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như là hư hỏng, phủ lấp nhiều thửa ruộng. Do đó, ngay từ đầu năm, chính quyền địa phương đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân, chủ động ứng phó với thiên tai. Khi được nghe các cán bộ tuyên truyền về cái phòng chống thiên tai thì gia đình chúng tôi thì khi mưa to thì không ra vừa suối, sấm sét thì không ra ngoài, nhà cửa chuẩn bị để phòng chống thiên tai. Là một trong những địa phương của huyện Tân Uyên thường xuyên chịu tác động trực tiếp của thiên tai, bão lụt, ảnh hưởng đến tài sản của nhân dân. Vì vậy, ngay từ đầu mùa mưa, xã Thân Thuộc đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và có sự phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn của huyện, các đoàn thể trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã luôn chú trọng thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong việc ứng trực,
chủ động trước mọi tình huống thiên tai. Trong cái bản chúng tôi thì trong cái công tác phòng chống thiên tai thì đến mùa mưa lũ này thì chúng tôi họp chi bộ, họp bản thì họp chi bộ chúng tôi tuyên truyền đến các đồng chí đảng viên để tuyên truyền với bà con khi mưa lũ thì không cho đi xuống suối xúc cá này, không bớt củi mà không cho trẻ đi tắm suối, mà nhất là cái lúc trẻ đang nghỉ hè. Trong thời gian vừa qua thì Ủy ban xã Thân Thuộc cũng đã sớm kiện toàn ban chỉ huy phòng chống lụt bão, phòng chống thiên tai của xã, đồng thời là phân công cho các thành viên là trực 24/24 trong thời gian mà mưa lớn xảy ra nhiều trên địa bàn xã, cũng như là tuyên truyền vận động bà con là đề cao cảnh giác rồi chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để làm sao mà hạn chế cái thiệt hại về thiên tai gây ra. Cùng với đó, nhằm chủ động ứng phó trước mọi tình huống thiên tai, xã đã lên phương án cấp kinh phí mua trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn nhân dân có biện pháp bảo vệ cây trồng vật nuôi, thủy sản, tăng cường kiểm tra hệ thống thủy lợi trước mùa mưa lũ và xây dựng phương án phòng chống khi có sự cố xảy ra. Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn lên kế hoạch di dời các hộ dân tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra thiên tai. Tính đến nay, huyện Sìn Hồ có tổng số 59 hợp tác xã, tổng vốn điều lệ đăng ký kinh doanh đang hoạt động là trên 48 tỷ đồng với 98 thành viên, khoảng 140 lao động. Các hoạt động chủ yếu tập trung vào sản xuất, chế biến nông sản, dược liệu, kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ. Thời gian qua, huyện Sìn Hồ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Phần lớn các hợp tác xã tổ chức đăng ký lại đúng quy trình, đã hướng dẫn thực hiện tốt các quy định của luật hợp tác xã năm 2012. Sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã dần trở thành động lực phát triển bền vững kinh tế, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Thực hiện nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND tỉnh Lai Châu về quy định chính sách phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Tam Đường được giao trên 900 triệu đồng để hỗ trợ trồng mới 50 ha rừng bằng cây gỗ lớn, 343 triệu đồng để trồng mới 5 ha chè cổ thụ và bảo tồn cây chè cổ thụ với số lượng hơn 2.300 cây. Để hoàn thành kế hoạch tỉnh giao, Ủy ban nhân dân huyện giao Ban quản lý rừng phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai nhân dân đăng ký, xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán. Hiện nay các hộ gia đình cá nhân đăng ký trồng rừng đang triển khai phát dọn thực bì để chuẩn bị làm đất trồng rừng bằng cây gỗ lớn theo kế hoạch. Còn đối với cây chè cổ thụ đã tiến hành cho nhân dân đăng ký trồng mới được 14,76 ha. Hiện đã chỉ đạo phát dọn được 5 ha, thực hiện bảo tồn 100% cây chè cổ thụ. Thưa quý vị, thưa các bạn, khát khao tiếp cận với tri thức để đổi đời là động lực cho phong trào khuyến học khuyến tài ở thành phố Lai Châu trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ và ngày càng được nhân rộng. Dù hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn, nhiều gia đình dòng họ tại địa phương vẫn nhất quyết là cho con em học hành đến nơi đến chốn. Bởi đây chính là điều kiện để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, ấm no, góp sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển. Phóng sự sau đây sẽ cho thấy phong trào xây dựng gia đình, dòng họ học tập đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn của thành phố Lai Châu. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Lai Châu, ông Lù Văn Xin, dân tộc Sáy, trưởng dòng họ Lù ở bản Nậm Lòng 2, phường Quyết Thắng, đã được chứng kiến nhiều thăng trầm trong sự học của người Sáy, người Mông, người Thái. Với truyền thống hiếu học có từ lâu đời, dòng họ Lù của ông với hơn 100 hộ đã vận động con cháu học tập, tu dưỡng tốt ở các trường học trong tỉnh, các trường chuyên nghiệp trong toàn quốc và nhiều người đã trưởng thành, công tác thành đạt, đóng góp và xây dựng quê hương. Cũng bảo ban các cháu là cũng không được bỏ học, đấy, không có học thì cũng thật ra mà nói cũng chả làm được cái gì, đấy, hoặc là học để cho mình. Thì bảo ban các cháu nhưng mà các cháu cũng rất là ngoan, không ai bỏ học mà nhà nào cũng thế, bảo ban trong gia đình cũng như trong dòng họ. Trong dòng họ thì có công an cũng có, bộ đội cũng có. Vâng, và tòa án với là biên dân sự các thứ cũng đầy đủ. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Khắc Long ở tổ 1 phường Tân Phong, trước kia chỉ nhà giàu mới có điều kiện cho con cái đi học. Vợ chồng ông vì nghèo nên đến cái chữ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, với các con các cháu, ông luôn động viên học tập tiến bộ để có cuộc sống tốt hơn. Hai vợ chồng hiện nay cũng là gần 70 tuổi rồi,
thì chúng tôi có một cái phương pháp là dù rằng là ở trong một cái điều kiện hoàn cảnh như thế nào, chúng tôi vẫn động viên con cháu học hành chăm chỉ, và để động viên các cháu thì chúng tôi luôn luôn là ra cái chỉ tiêu, cái mục tiêu là các cháu phải luôn luôn phấn đấu học hành để đạt các kết quả tốt hàng năm. Hàng năm, Hội khuyến học các cấp trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đơn vị. Đồng thời, triển khai nhiều phong trào thi đua như xây dựng quỹ khuyến học, nhân rộng các mô hình học tập, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo. Từ các phong trào thi đua, nhiều gia đình dòng họ quan tâm hơn tới việc học tập của con em mình, là động lực để các con các cháu phấn đấu, nỗ lực trong học tập. Bản thân em thì luôn được gia đình và bố mẹ quan tâm, động viên để học, cố gắng học tập. Từ hồi cấp 1 đến hiện tại thì em luôn có những thành tích cao, kể cả về mặt học tập và mặt văn hóa thể dục thể thao. Hiện tại em đang học lớp 12 tại trường nội trú tỉnh. Em chuẩn bị bước vào cuộc thi căng thẳng nhất của cuộc đời học sinh, nên là em sẽ cố gắng học tập để đạt được kết quả cao nhất mà mình mong muốn, và cũng cố gắng để đạt được vào trường đại học mà mình mong ước. 5 năm qua, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ học tập trên địa bàn thành phố diễn ra sôi nổi. Nhiều gia đình dòng họ duy trì và phát huy được phong trào hiếu học với những kết quả đáng ghi nhận. Thành phố hiện có hơn 90% hộ gia đình đạt gia đình học tập, gần 75% dòng họ đạt dòng họ học tập. Số cộng đồng đạt cộng đồng học tập cấp xã, phường đạt 100%. Kết quả đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn trong các nhà trường. Phong trào về gia đình học tập và công dân học tập cũng như là cộng đồng đơn vị học tập thì trong những năm qua cũng đã tiếp tục được lan tỏa. Các gia đình và dòng họ cũng đã rất là quan tâm đến công tác giáo dục, đó là thường xuyên quan tâm đến công tác học tập của con em, và nhiều dòng họ cũng đã dành ra được các cái phần quỹ để động viên khích lệ con cháu học tập tiến bộ. Và đặc biệt đó là cũng đã phát huy được vai trò của các thành viên trong gia đình, trong dòng họ trong cái việc học tập thường xuyên. Những kết quả đạt được một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài đã góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của kênh sóng phát thanh truyền hình Lai Châu. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.